khi mà tách ra 2020 mà này thì hình như là mình nhớ là 2022 đó. Tại 2022 thì cái chuyển quota đó các bạn đã chuyển được rồi. Còn 2021 nó vẫn là tách ra nhưng mà nó cái chuyển quota nó là toàn liền nhé. Cái này thì cũng như là mua là chưa thời chấp năm này. Thì một cây chín mươi ba và cây bảy mươi bên cạnh bên kia. Ở đây cây bảy mươi ở trên đây không biết là chỗ nào, lỗi kìa, biết chưa? Không có ba cây đây, ba cây mình thấy là sáu cây anh đều đúng này. Chúng ta phải giặt cho mấy đường. Lỗ để một cái mình nắm được, không thấy nó kéo cây gì ta? Còn đây các bạn, lỗ qua còn lỗ cái này nữa. Hay chà. Rồi để mình giờ đi điểm quay nha các bạn, đúng là sao quá. Rồi, chào các bạn và mọi người nha. Rồi, các bạn và mọi người cùng xem nha. Rồi, tiếp tục hôm nay mình quay cây Kubota DC93, ếch cha nha các bạn. Rồi, đang phượt lúa đông xuân các bạn. Wow, ba người hứng luôn. À, thấy chưa? Đây, cây này thì mua của cơ sở Hoàng Giang. Quả phượt rồi các bạn. Ở đây thì nói chung theo mình thấy thì nó cũng đang đông ken. Wow, đây có hai người đang canh bắt chuột nữa các bạn. Rồi, không có luôn. Wow, cái bù nó nổ các bạn nghe hơi sướng lỗ tai chưa? Nói chung 93 thì các bạn đã biết có tốc độ rồi ha. À, đẩy một cái coi đi kìa. Làm như là theo mình thấy thì cây này thì chắc chưa có bình độ gì nha các bạn. Tốc độ này thì cũng tốc độ là chạy thường thôi. Trên kia một cây 93 nữa nha các bạn. Hình như là mình nhớ hình như là cái cây này hồi lúc mà mới mua về đó là mình có quay một lần cho các bạn xem ha. Là cái đợt mà chạy lúa ướt rồi thêm nó dính sình, nó dính vô bông lúa luôn đó các bạn. Bây giờ thì mình gặp anh em chạy mình quay lại nha. Còn cái cây đầu dưới đó hình như là cây của anh Quệ hay là của anh Khoa thì nó nghe không biết, tại vì cái địa điểm ở khu ở đây thì hiện tại bây giờ là theo mình biết thì hình như là tới 4 cây 93. Một cây của anh Quệ, một cây của anh Khoa. Anh Khoa là hai cây 93. Anh Khoa hình như là một cây 93G và một cây 93 2018. Cây đời đầu. Còn anh Quệ thì anh mới mua cây 93G. Còn mình nhớ hình như là cây ếch cha này hình như là của mẹ vợ anh chắc vậy quá. Chắc cây này chắc mẹ vợ của anh Huệ. Mình nhớ mãi mãi là vậy nha các bạn. Rồi, cắt ở đây thì nói chung ở đây thì cũng như là cắt địa bàn nhà nha các bạn. Nó phượt phê mê luôn. 93. Đây là 93X cha 2020. Đời này thì hình như là mình nhớ là 2022 đó. Tại vì 22 thì cái chữ Kubota đó các bạn, cái chữ nó rời. Còn 2021 nó vẫn là ếch cha nhưng mà nó cái chữ Kubota nó còn liền nha. Tính là cây này thì cũng như là mua là chưa ở giáp năm mà. Cái nó bài. Hiện tại ở đây thì theo mình thấy thì tới 5-6 cây chạy nha các bạn, nhưng mà nó phức với nhau xa xa không. Ở bên kia thì một cây 93 và cây 70 đang chạy bên kia. Ở đây cây 70 ở trên đây nè, không biết là của ai đây, quá trời xa luôn. Ôi cây này cây đời đầu các bạn ơi, phải đời đầu không ta? Hay là cây 70G ta, hay là cây này của anh Huệ ta?
Tướng này giống tướng anh Huệ ngồi quá. Rồi vậy là dám cây trên này của anh Huệ. Xa quá trời xa không thấy luôn. Nếu của anh Huệ thì cây này cây cây 70G nha các bạn. Bữa hôm anh Huệ mua xuống phà thì mình cũng có quay chia sẻ cho các bạn xem đó. Cây này thì đã độ hàm lên 95 nha các bạn, nhưng mà hàm có ngôi, không có ngôi sao giữa ha. Hàm này thì hàm lớn rồi đó, chứ không phải hàm nhỏ nha. Hàm này hàm dài. Nếu mà đặc biệt hàm 95 là hàm này là mới ghi hàm 95 nha các bạn, không có ngôi sao giữa. Còn bây giờ thì các doanh nghiệp cũng có chế hàm sẵn hết, nhưng mà hàm là có ngôi sao giữa hết các bạn. Ba người hứng luôn. Nói chung là vô Đông Sưng thì các bạn cũng đã biết lúa nó số lượng nó trúng đó, cho nên là phải ba người hứng mới kịp. Trên 93 chạy tốc độ cái nè. Nhưng mà thì mình cũng đã thấy để ý thì cây này thì tốc độ cũng không có dữ các bạn. Tốc độ này thì cũng tốc độ chắc là bánh 8 thôi. Tốc độ này thì cũng chưa có bên gì đâu, chưa lên bánh 9 luôn á. Đang canh chuột nè. Không có chuột luôn trời. Không thấy một con chuột. Ít cha nha các bạn, cây này thì ít cha 2022. Đây các bạn, 22 thì cái chữ Kubota này. Còn nếu 2021 chữ Kubota nó liền giống như 70 đời trước các bạn. Còn bây giờ thì 70 của chúng ta từ ngày 21 cho đến 22, 23 luôn là nó sẽ thay đổi cái chữ Kubota đó đó các bạn. 2022 thì nó lên chữ Kubota là Pro. 70 Pro các bạn. Cái này thì cây ít cha 2021 nha các bạn. Ủa 22. Đầu trên cây 70 đang thuộc trên đó. Cái địa điểm chỗ mình thấy thì không là ba cây nha. Còn mép bên kia thì hai cây ở bên kia nữa. Đây các bạn, có hai cây bên đây nữa nha. Cây này chắc của anh Huệ. Rồi 93 lần qua tới bên kia, nửa miếng bên kia rồi ha. Xa quá luôn. Để hôm qua anh kia mình đứng quay cho các bạn xem cho nó dễ tí. Đây hơi xa quá, quay nó cũng hơi khó xem. Đây cây 70. Không có chuột hả? Có mà ít ha. Này phải có nhiều gợt chụp rồi quay phim nó mới đã. Tiếu nó không có, con cũng nhảy nữa, đang quay đi. Vậy hả? Chụp đại chụp càng vậy á. Các Đông Sưng các bạn coi bụi nó hực kìa. Ai cha sao bụi nó hực chỗ đó dữ vậy ta, vậy không lẽ cái máy hút bụi nó bị hư ta? Ồ, không phải đâu, nó thổi xuống mà nó trào ngược trở lên. Chứ nếu cái máy hút bụi hư là nó cái bụi nó ập đường hàm dữ lắm nhiều. Cái 93 bên kia đang phượt hơi xà quá. Trời ơi, có bụi vậy các bạn. Hết hồn. Để mình kiếm đường mình qua bên kia mình đứng quay cho nó dễ. Đó các bạn, ở bên đây là ba cây nè. Đó các bạn thấy chưa? Có bụi kìa. Tiếp chưa? Ở bên đó ba cây, đây ba cây mình thấy nên là sáu cây địa điểm ở đây. 93 thả giạt vô miếng giường. Lúa để một cái đụng đóng luôn, không thấy máy kéo chân vậy ta. Còn này các bạn. Qua còn lòn qua tới bên đây nữa. Ai chà. Rồi để mình dời địa điểm quay nha các bạn. Đứng đây xa quá.